Hello, hello, xin chào và các bạn đang cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá Petal Queens Enchantis Biến Hình. Trời ơi, các bạn ơi, vừa mới ở đây xong đã bay màu cả lũ luôn rồi. Cuộc sống này toàn là những áp lực, thay vì tiền đè thì cũng chỉ có núi deadline nó đè chúng ta mà thôi. Bạn đang áp lực với cuộc sống, bạn đang kìm nén với vũ trụ, bạn muốn đăng xuất khỏi trái đất và biến quách để cho xong, đỡ rảnh đời. Thế hệ Gen Z đau cuộc sống đang có trang biến hình mất hút khỏi trái đất đó các bạn. Bất chợt, một tưởng tượng điên rồ lại hiện lên trong đầu tôi. Chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu loài người bỗng nhiên bay màu khỏi trái đất nha? Đấy, giả thuyết này chắc chắn làm thỏa mãn cái sự bế tắc của con dân đây nè. Thôi thì chuẩn bị tinh thần nha, vào việc với tôi, ngay và luôn, yo! Thứ nhất, con người biến mất như thế nào? Các bạn thân mến, trong một thế giới đầy khốc liệt, con người phải đấu tranh sinh tồn, đấm nhau cho đến chết để giành lấy tấm vé sự sống cuối cùng của nhân loại. Mà thôi dẹp đi, đây không phải là phim đấu trường sinh tử hay là trò chơi con mực. Giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý nhưng không thuyết phục cho lắm, anh em ha. Cùng ngược về quá khứ hàng triệu năm về trước cái nè. Một ngày nọ, sau hàng triệu năm trái đất đã ra đời, các sinh vật khác nhau lần lượt xuất hiện. Thế nhưng trong lịch sử kéo dài suốt gần 550 triệu năm ấy, nhiều loài đã đến bờ của tuyệt chủng. Thực tế thật đáng buồn là đã có hơn 90% các dạng sinh vật sống đã từng xuất hiện trên trái đất bị biến mất hoàn toàn nha. Hàng triệu năm về trước, thủy tổ của loài người chúng ta đã mang sẵn trong mình một dòng máu anh hùng lập thiên lập địa được sinh ra trên trái đất. Loài người bắt đầu tiến vào cuộc cạnh tranh với các loài động vật có vếu mạnh mẽ khác cùng thời như là chúa sơn lâm, voi ma mút, hà mã để làm gì? Để giành được vị trí bá chủ thế giới. Sau hàng triệu năm không ngừng tiến hóa và trở nên cực kỳ là thông minh, thì cuối cùng loài human thắng rồi. Tất nhiên rồi các bạn, động vật cấp cao mà lại. Dựa vào bàn tay khéo léo đơn giản như đan rổ, cùng với trí tuệ vô song, loài người đã trở thành chủ nhân mới của trái đất, thiết lập một nền văn minh vô cùng huy hoàng. Vâng, chính bàn tay con người xây dựng nên tất cả, nhưng cũng chính bàn tay con người lại phá hủy điều tất cả mọi thứ. Với bản tính tham thì thâm, con người đã khai thác quá mức các tài nguyên thiên nhiên, phá vỡ cân bằng hệ sinh thái của trái đất. Khí hậu khắc nghiệt kèm thiên tai đã kéo theo nhiều loài trên trái đất bị tuyệt chủng một cách vô cùng nhanh chóng. Trí tuệ vô song cũng không thể nào giúp gì được. Các nhà khoa học đã dự đoán, nếu như tình hình vẫn cứ tiếp tục diễn ra như vậy, chỉ chưa đầy một thế kỷ nữa thôi, ôi thôi, con người chắc chắn sẽ được du hành thời gian về chơi cùng các em khủng long thời tiền sử đấy. Có khi cuộc tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 sẽ chính thức bắt đầu cũng nên. Thêm một sự thật nữa, đó là với cái mức độ gia tăng dân số như hiện nay, một ngày nào đó không xa đâu, trái đất không còn đủ chỗ cho tất cả nhân loại nữa kìa. Có hàng xa số những viễn cảnh tương lai vì sự tuyệt diệt của con người. Nếu một loại virus nào đó từ thời cổ đại tan ra giữa lớp băng vĩnh cửu, hoặc con người chế tạo ra một loại vũ khí sinh học nào đó, vâng, rất có thể sẽ khiến cho con người chúng ta đăng xuất nhanh chóng khỏi trái đất. Một ví dụ điển hình đó chính là cái con ôn dịch giật Covid đó các bạn. Nếu như các nhà khoa học mà không phát hiện và ngăn chặn kịp, thì rất có thể cả thế giới bay màu rồi. May thế ha, đúng không? Hoặc với những anh em nào có sức tưởng tượng cao hơn, có khi Thanos đến búng tay một phát là bay luôn cả nửa cái vũ trụ. Cơ mà nếu như con người đang yên đang lành tự dưng bốc hơi đột ngột thì xem sao ta? Xem nè. Thứ hai, trái đất ra sao nếu con người đột nhiên biến mất? 90 giây đầu tiên, thế giới sẽ bắt đầu đảo lộn. Vâng, chỉ hơn một phút thiếu vắng loài human, thế giới này sẽ có thể lanh tanh bành luôn rồi. Do sự bốc hơi đột ngột của con người mà tất cả các phương tiện giao thông như tàu lửa, xe buýt, xe hơi tiếp tục di chuyển cho đến khi gặp chướng ngại vật và đâm sầm vào nhau. Cảnh tượng trông thật là náo nhiệt. Tương tự như sự kiện vào ngày 3 tháng 9 năm 1967 đi vào lịch sử Thụy Điển, khi tất cả các phương tiện giao thông đồng loạt chuyển đổi từ lề trái sang lề phải vậy đó. Hiển nhiên, xe cộ không có con người kiểm soát sẽ đâm sầm vào nhau như cái cách mà bạn đâm vào crush vậy đó. Mặc dù biết trước kết quả là bi thương và là tan thành mây khói đó. Chưa hết, kinh khủng bố hơn nè, những chiếc máy bay trên trời sẽ hạ cánh rầm rầm xuống đâu? Xuống đất, bằng đầu, ngay lập tức, cũng không thể nào thiếu những màn nhảy disco tưng bừng loạn xạ của những chiếc máy bay, đúng không? Nếu như không có con người sử dụng và bảo dưỡng, tất cả ô tô, xe máy, tàu hỏa, rồi bla bla bla, các thiết bị máy móc khác sẽ ngừng hoạt động đột ngột, gây ra nhiều vụ nổ giao thông. Hệ thống tàu điện ngầm không thể bơm nước do mất điện, đường hầm sẽ bị ngập vào ngay ngày hôm sau. 1 đến 2 giờ sau, trái đất chìm trong bóng tối, cơ sở hạ tầng sụp đổ.
Không có con người thì còn gì nữa đâu mà không với sao. À là một màu đen tối tăm thâm thẳm bao trùm trái đất giống y như Thanos đến nha các bạn. Các nhà máy điện sẽ cạn kiệt nguồn cung cấp nhiên liệu từ than đá. Vâng, sẽ không còn ai vận hành các nhà máy. Nếu không được giám sát thường xuyên, các nhà máy hạt nhân sẽ dẫn đến hỏa hoạn, nổ lò phản ứng và giải phóng chất phóng xạ cực kỳ là nguy hiểm. Đến cái máy phát điện hả? Chúng cũng sẽ chịu chung số phận mà thôi. Tất cả sẽ chìm trong bóng tối. Vào ban đêm thì trái đất sẽ chìm vào trong bóng tối và lửa thì cháy khắp nơi. Nước làm mát của các nhà máy điện hạt nhân đã bốc hơi hoàn toàn. Hệ thống máy móc ngừng hoạt động. Những đám mây hình nấm do các vụ nổ nhà máy hạt nhân lần lượt xuất hiện. Vệ tinh nhân tạo từ trên trời rơi xuống đất cứ như là một thứ phế phẩm rác thải từ trên thiên đường á. Ấy, tương tự thì hệ sinh thái mà chúng ta chỉ vừa mới trân trọng rồi sẽ chết bởi núi rác thải nhựa không thể nào phân hủy. 2-3 ngày sau, nước khói trắng ngập tràn khắp mọi nơi. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Đấy, tại sao là có khói ở đây các bạn? Lý do là bởi vì các máy bơm nước vẫn tiếp tục hoạt động và xả thẳng ra môi trường. Chưa hết, khi máy phát điện nó tắt thở, các nhà máy hóa chất cũng đứng im lìm theo. Hệ quả là khí ga độc, khí thải nhà máy sẽ nhả khói vào không khí mù mịt. 10 ngày sau đó, vật nuôi sẽ chết hết vì đói. Điều này thực sự đáng buồn và tội nghiệp cho những em chó mèo, động vật trên thế giới nè. Cũng như con người chúng ta thôi, động vật cũng cần phải có thức ăn, nước uống và sự chăm sóc, đúng không? Và nếu như thiếu bàn tay chăm sóc, tình yêu thương của con người, chắc chắn chó mèo, các vật nuôi khác sẽ đồng loạt nổi dậy phá phách. Có thể bọn chó sẽ lập thành băng đảng để mà đi vơ vét kiếm ăn, nhưng rồi dần dần chúng sẽ chết như ngã rạ vì đói các bạn ạ. Một tháng tiếp theo, hạt nhân sẽ thống trị cả thế giới. 30 ngày tiếp theo, nước làm mát ở các nhà máy điện hạt nhân sẽ bốc hơi lên hết. Điều này có thể dẫn đến hàng loạt các thảm họa hạt nhân, thậm chí còn kinh dị hơn cả thảm họa Fukushima hay là Chernobyl nữa. Một năm sau đó, những ngôi sao vệ tinh lao xuống đất. 365 ngày tiếp, những vệ tinh quanh trái đất bắt đầu giảm quỹ đạo, khoảng cách, tạo ra nhiều ngôi sao vô cùng kỳ lạ trên bầu trời. 25 năm sau, thực vật bị chôn vùi trong đống cát. Chỉ 25 năm sau khi con người biến mất, không một ai chăm sóc trái đất nữa. Có cây hoa lá cứ thế mà vươn mình đón nắng, một tùm mất kiểm soát. Đấy, lúc này thực vật đã xâm chiếm và bao phủ toàn bộ thế giới rồi. Một số thành phố sẽ bị chôn vùi trong cát. 300 năm sau, công trình kim loại không cánh mà bay. Đấy các bạn, chỉ 3 thế kỷ tiếp theo thôi nhá, mỗi công trình mà con người cất công xây dựng lên sẽ biến thành cát bụi. Theo thời gian, lớp sơn phủ chống gỉ bảo vệ các công trình kim loại dần biến mất. Hệ quả là các khung sắt thép, kim loại trong ô tô, nhà cửa bị oxy hóa nhanh chóng và đổ sập xuống. 10.000 năm sau, không ai nhớ đến con người. Sau 10.000 năm, con người biến mất hoàn toàn rồi, không loài sinh vật nào nhớ đến sự tồn tại của con người nữa. Bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của loài human chỉ là những công trình vĩ đại như kim tự tháp ở Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành hay là núi Rushmore mà thôi. Ê, nghe thật đáng buồn các bạn ha. 25.000 năm sau, kỷ băng hà hồi sinh. Với sự sinh sôi phát triển của các thảm thực vật, rừng rậm sẽ trở về với trạng thái nguyên sinh cách đây cả triệu năm. Trái đất thì bắt đầu bước vào một kỷ băng hà mới. Khi hầu hết các con sông đều đóng băng, di sản cuối cùng mà con người để lại có lẽ chỉ là mấy cái túi ni lông hay là đồ nhựa dùng mà chưa phân hủy được mà thôi. Thứ ba, vậy thì loài nào sẽ thống trị khi con người biến mất? Khi một sinh vật bị tuyệt chủng, một sinh vật khác sẽ tiến hóa và thay thế nó. Nếu như con người mà biến mất thì loài nào sẽ thay thế con người đây các bạn? Thử nghĩ coi nè, liệu trái đất có biến thành một hành tinh khỉ như trong những tác phẩm văn học và điện ảnh ăn khách hay không? Ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này chắc chắn là những loài linh trưởng như tinh tinh, khỉ, vượn. Nhiều khả năng chúng sẽ thay thế con người để thống trị trái đất. Bởi trí thông minh không loài nào sánh được, có khi chúng lại cùng nhau xây dựng nên một thế giới mới luôn ấy chứ. Thật sự bất ngờ, ứng cử viên tiếp theo lại là loài chuột nha các bạn. Đây là loài sinh sản cực kỳ nhanh, đẻ lại lắm nữa chứ, sống mà còn dai nữa chứ. Số lượng của chúng thì tăng lên chóng mặt mỗi năm, hợp lý đó ngang. Xếp thứ ba là loài gấu, và chúng cũng có thể trở thành động vật thống trị trái đất đấy. Dù sinh sản không có nhiều, thế nhưng loài gấu lại sống cực kỳ dai, có khả năng ngủ đông, và bên cạnh đó nha là sinh tồn được trong các môi trường cực kỳ khắc nghiệt luôn chứ. Ứng cử viên thứ tư là loài kiến. Vì sao? Vì chúng có sinh khối lớn nhất trên thế giới, sinh sản thì cực kỳ nhanh, cho nên không có quan tâm lắm tới cái chuyện chúng là thức ăn của rất là nhiều loài khác.
cũng không thể nào bỏ quên mất mấy em Giang. Với khả năng sống nhăn nhở qua hàng thế kỷ như vậy, khả năng sinh tồn cực kỳ cao. Trời ơi, khả năng đẻ thì cực kỳ nhiều luôn. Giang cũng có thể sống sót trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất nữa chứ. Điều này sẽ giúp chúng trở thành loài động vật thống trị trái đất đấy mọi người ơi. Các bạn nghĩ xem còn loài nào tiềm năng thay thế con người chúng ta không? Comment ngay và chia sẻ với tôi nha. Các bạn thân mến, nếu như một ngày con người bỗng biến mất khỏi trái đất thì thực sự quá là thảm họa, cực kỳ thảm họa luôn á chứ, đúng không? Vì vậy, thế hệ Gen Z đừng có bao giờ mong đăng xuất khỏi trái đất nữa nha. Rồi, đừng quên chuyên mục hàng ngày của chúng ta, khán giả hỏi qua vô cực trả lời. Cùng tôi nè, đọc qua những comment hay nhất trong video trước. Video 10 kiểu săn mồi tàn độc và báo đạo nhất thế giới, động vật, gặp chỉ có chết mà thôi. Bạn Gia Thành chia sẻ, anh làm về những loài động vật sở hữu những cái nhất đi. Ví dụ nè, động vật nhất, à, này chắc là đông nhất đúng không? Khỏe nhất nè, độc tố mạnh nhất. Ê, chủ đề này hay nha em ơi, ok em nha, vậy thì chờ đợi nghe. Bạn Hương Nguyễn comment, chương trình nào của khám phá cũng làm ghiền, xin cảm ơn bạn rất là nhiều and love you. Rồi đó, cảm ơn em rất là nhiều, hơi khó hiểu một xíu mà cảm ơn em nghe. love you too. Bạn Lê Vinh bình luận dày, thế giới động vật luôn ẩn chứa những bí mật chưa bật mí, công nhận với bạn luôn nha, còn rất là nhiều điều bí ẩn, cho nên phải làm gì? Phải xem Nghiện Khám Phá nha mọi người. Đến đây thì video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá tụi mình sẽ được tạm dừng nè. Các bạn thấy điều gì sẽ xảy ra nữa nếu như con người bay màu khỏi trái đất ta? Comment cho Nghiện Khám Phá được biết nha. Và nhớ like, share, subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất cả nhà nghe. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Nghiện Khám Phá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Còn bây giờ, bye.